Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất của Chelsea trên đài Sàn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất. Hôm nay Chelsea có một đề tài mời được hai anh đã đến với đây và chúng ta nói về cuộc sống. Và thực sự trong cuộc sống chúng ta phải trải qua rất là nhiều những khó khăn, buồn vui cũng có. Thì hôm nay mình nói về vấn đề nó hơi nhạy cảm chút xíu, hơi sensitive chút xíu. Và Chelsea cảm ơn anh Peter và anh Luân đã đến với chương trình. Dạ thì trước hết thì cảm ơn Chelsea là Lương Sài Gòn TV để mời Peter với Lương lên đây để nói chuyện về rất là quan trọng cho gia đình cộng đồng Việt Nam mình. Cho hiểu về được cái chuyện hậu sự tại sao mình phải lo trước. Cảm cảm ơn em để cho Lương tới để với lại Lương Sài Gòn TV. Để cho khỏi để tới đây nói chuyện về hậu sự. Cảm ơn. Thì vừa rồi chúng ta vừa nói là Chelsea nói là trong chuyện cuộc sống chúng ta có những chuyện chúng ta không có mình không có muốn lo trước hay lo sau, nhưng mà có chuyện mình cần phải lo thì là hậu sự. Thì cái chuyện này là không ai muốn mình vấn đề mà mình phải suy nghĩ đến. Nhưng mà thực sự là bây giờ Chelsea mời anh Peter và anh Luân nói về tại sao chúng ta phải nên hay lo, mình phải có một chút suy nghĩ về chuyện hậu sự của chúng ta hay là ai đó trong gia người thân. Thì cái chuyện về này mình phải lo trước, tại vì theo mình phải biết cái ý gì mình cần muốn. Tại lúc mình còn sống đó thì mình cứ nói là con mình, gia đình mình được cho hiểu được. Tại vì lúc mà mình đã qua thì cũng khó nói, tại vì gia đình mình phải chạy vòng vòng, phải tìm tìm nghĩa sao ba mẹ mình muốn gì, và không có đủ tiền. Cái đó là quan trọng nhất, tại vì cái chuyện này mình không có nghĩ tới nhiều. Thì nhiều gia đình thấy cũng sợ, không muốn nói chuyện đó. Mà thật sự ra Peter cũng thấy là mấy cái chuyện này mình phải lo. Tại vì thứ nhất là mình giữ được một cái tiền cho mình biết được cho lo cái chuyện về hậu sự. Cho lúc mà chuyện sẽ ra tới đó, mình cứ được 42 tiếng lại, 48 tiếng mới tìm mấy giấy tờ, mấy hồ sơ. Thì lúc đó mình đang bị tăng gia bối rối, mình chạy vòng vòng, mình không hiểu được. Thì cũng khó cho mình lo cho ba mẹ mình, phải không? Mà nếu mình lo trước rồi thì bây giờ mình được an tâm nhiều hơn, cái tinh thần mình thấy mình tốt hơn, là ok, ba mẹ biết đã lo rồi, thì bây giờ mình sẽ lo bên cái lễ. Nhưng mà nếu mà cần bên nghĩa trang thì mình phải lo bên nghĩa trang. Thì có nhiều cách nói lắm, thì cũng khó, nhiều gia đình khác nhau, đúng rồi, hoàn cảnh khác nhau nhiều. Thì có đó thì Peter cũng thấy là không có thể Peter ngồi xuống dưới một cái gia đình ta nói phải mua nhánh gì. Thì Peter phải ngồi xuống hợp với gia đình trước, xong rồi mới hiểu cách gia đình cần muốn thiêu, muốn chôn, muốn mang về Việt Nam, bỏ chùa, nhà thờ có nhiều lắm. Thì cũng khó nói cho gia đình biết exactly cho gia đình cần cái gì. Thì Luân cũng thấy là nó quan trọng là mình đặt trước, tại thấy nhiều cái chuyện mình không biết thì mình không có giải quyết cho nó suôn sẻ. Nhiều cái chuyện giống như thí dụ như mình muốn hòa táng hoặc là an táng thì cái chuyện nó khác nhau, thì mình cái phục vụ nó cũng khác nữa, rồi còn có mấy cái lợi khác cũng trong công ty của Luân nó cho gia đình, thí dụ như là nó có như nó gọi là grandchild with child protection. Thí dụ như tại Luân có con á, thì thí dụ Luân mua đi cho bản thân của Luân, thì nếu mà con của Luân mà bị thương cái gì đó, có chuyện gì xảy ra cho con của Luân, thì cái hợp đồng của Luân nó sẽ giúp cho con của Luân luôn, là nó là no additional cost, thì nó cover luôn. Thì là nó nhiều chuyện mình không biết được, phải không? Thì cho nên cái lợi đó giống như đó thì cho gia đình thôi. Còn có cái khác nữa là thí dụ mình đi Việt Nam hoặc là đi Mexico mình đi chơi đi, hoặc là Coachella hay là Las Vegas gì đó, thì nó gọi là travel protection. Thì cái đó mình mua, thí dụ như cái chuyện gì xảy ra nếu mà mình đi chơi đi, rồi cái mình tai nạn hoặc là gì đó, rồi mình mất bên tiểu bang đó, rồi gia đình phải làm sao, nhiều người đâu biết đâu. Thì cái đó cũng là cái phục vụ mình cho ra, thì nếu mình mua cái hợp đồng đó thì nó sẽ chuyển về, việc chuyển cái xác của mình về nhà đây, làm lễ ở đây. Chứ nhiều người không biết thì phải làm lễ bên tiểu bang khác, tội nghiệp đâu có ai thăm đâu. Vậy đó thì không có nhiều phục vụ lắm, cho nên cái mỗi gia đình cũng có cái ý cần khác nhau. Thì mình phải
lấy hẹn để mình tìm hiểu ra cái phục vụ gì để tốt nhất cho gia đình. Dạ, thì có cái này là Chelsea biết là phải nói là Việt Nam chúng ta, cả người Á Châu chúng ta sợ nhau nói đến chuyện vụ mai xui, mấy chuyện xui. Thì họ cứ nghĩ là khi mà mình nói về những vấn đề này á, là họ rất là sợ. Nhưng đầu năm tế hay là cuối năm, cứ lúc nào chúng ta cũng sợ mà nói đến mấy chuyện không may mắn. Nhưng mà thật sự đã qua biết được chuyện xảy ra. Rồi cái mà như là Luân có nói là nếu mình mất ở từ nước khác, địa bang khác thì rất là cô đơn. Thì cái vấn đề đó rất là tội. Rồi cái vấn đề gì mình nói là khi mà người thân hay là mất đi rồi đó, lúc đó chúng ta chỉ biết buồn, khóc, chúng ta không có biết làm như thế nào mà giấy tờ rồi mình phải cần như thế nào. Thì thực sự có những người trong hoàn cảnh không có được khá tốt, là low income, thì mình có những cái chương trình nào mà giúp cho những người gia đình đó cần cái sự giúp đỡ của chính phủ hay không? Thì tụi em không có gì cho chính phủ đây lo, tại vì lúc hồi nhỏ thì cũng tưởng là chính phủ giúp mình lo cái chuyện này. Thì sau ngày vô làm mới hiểu được là lý do mình lo trước, tại vì mình để được cái tiền đó on the side cho mình trả cái tang lễ cho mình. Tại vì nếu mình mua sớm thì mình được 5 năm trả góp, không có tiền lời, thì cũng giúp đỡ gia đình. Mà nếu mà mình chờ lúc mà chuyện xảy ra đó thì mình mới có được khoảng 3 ngày phải kiếm tiền đầy đủ, phải trả in full, trả đầy đủ hết mới làm cái service lễ được. Thì lúc đó gia đình không có hiểu được cái chuyện đó đó. Thì lúc đó gia đình mới hối hận là mới suy nghĩ là nếu mà biết trước là gia đình phải lo trước. Thực sự khi mà mình mất đi rồi đó, mình đâu có nghĩ là cái còn cái chết, những người sống phải lo như thế nào. Thì là hậu sự và hậu cái tiêu là rồi cái nếu mà bây giờ mình không muốn nói đến xa xôi là những người đó, nhưng mà có như hồi xưa Chelsea có một người bạn lúc Chelsea có mới có 18 tuổi thôi. Thì she đó trong đầu của her đã nghĩ đến commit suicide, đã tự vẫn là tự tử rồi. Thì lúc đó mình rất là nhỏ, mình không có nghĩ. Thì she có hỏi Chelsea là lúc mà you chết ấy, you muốn như thế nào, you muốn thiêu hay là you muốn chôn. Thì cái sự đó, khi mà mình nghĩ lại đó, mình thấy còn một người mình hỏi mình câu đó là mình nó làm cho mình phải suy nghĩ là thật sự. Nhưng mà sau đó một năm she mất, thì lúc mình mới suy nghĩ là she đã viết ra những gì she muốn. She chọn, she chọn thiêu ta quả táng. Thì nếu mà một người mình không phải suy nghĩ đến vấn đề đó, một người mình thân không bình thường á, là mình cũng phải suy nghĩ là sau này mình mất đi, mình muốn bản thân mình như thế nào. Thì con cái để lại họ chưa chắc gì biết mình muốn gì. Thì Peter cũng thấy cái đó là quan trọng, tại vì mẹ của Peter cũng nói cho Peter biết là những gì mẹ Peter muốn cho làm lễ làm sao. Thì cái đó là cũng không có stress vào cho Peter. Bây giờ Peter biết là lúc mà ngày tới thì Peter chỉ lấy cái một hộp sơ ra, thì mở ra thì biết những gì là mẹ Peter đã muốn. Thì cái đó là không có stress vào. Bây giờ chỉ cần cho mình có nhớ, mình quên cho properly, phải không? Cho mình hỏi cần có buồn lâu thì mình có biết được ok, cái này những là mẹ mình muốn. Thì mình yên tâm hơn. Ước nguyện. Nếu mà không biết đó, thì mình có more stressful, là không biết mình làm đúng không. Không biết là ba mẹ mình ví dụ không có đủ tiền là phải thiêu. Rồi là ba mẹ biết ba mẹ muốn chôn mà mình phải thiêu tạm có đủ tiền. Thì lúc đó thấy tội nghiệp gia đình. Thì Peter thấy là luôn mấy cái chuyện này đó, lúc mà mình nói với gia đình trước thì mình cảm thấy more an tâm hơn. Cho biết những gì mẹ gia mình muốn. Cho plan nó đầy đủ hết. Thì theo như Chelsea nói là trong đời của người là cũng có là năm điều là sinh lão bệnh tử, sinh phải không? Mình cũng lo hết sinh, là con cái mình đẻ ra đời mà phải không? Lão mình già phải không? Bệnh mình cũng lo bệnh thôi, còn mà tử thì cái điều đó thì nhiều người không có lo tới. Không có muốn lo tới. Không muốn lo tới luôn. Thì nhưng mà đó cũng là một điều phải có lo hết, chứ nếu không thì người sống mà mình bỏ lại phải lo cho mình. Mấy cái đó thì, nhưng mà làm trong đây Luân với lại Peter thấy là cái việc này cũng là đâu phải là buồn đó, tại này là rất là bình thường, tại ai cũng là đó là cuộc sống của đời mà, của người mà, phải không? Thì ở trong công ty em làm nói là celebration life là kỷ niệm của cuộc sống người. Thì trong thí dụ như giống như mình đi lính đi, em đi lính 6 năm thì 6 năm rồi cái lễ làm nó cũng honors, there's honors, there's flag ceremony, thì mấy cái đó mình làm để cho những nó ủng hộ cho người giống như sống. Thì cái cuộc sống mình thì mình muốn giống như đẹp cái nào thì muốn giống như đó celebrate vậy đó, thì đó cũng không có
Sau khi mà Peter với Luân vô đây làm là thấy đâu có phải là chuyện buồn không đâu.